Xin chào tất cả bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn móc một chiếc mũ mùa đông. Mình dùng len miêu cốt tông 2 cuộn, khối lượng là 50 g một cuộn. Và kim móc mình dùng kim móc số 4. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Mình sẽ móc lôi đầu sợi ở trong này ra. Đây. Đầu tiên chúng ta tạo một vòng bái thuật. Mình có thể quấn một vòng hoặc quấn 2 vòng cho chặt, 2 vòng chặt. Hoặc là chúng ta có thể quấn một vòng sau đó cái sợi thừa này thì chúng ta luồn vào sau. Mình lên 3 xích, 1, 2, 3. Sau đó mình móc vào. Vòng tròn này 10, thêm 11 mũi móc. 1 11 mũi móc kép. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sau khi xong 11 mũi móc kép, ta rút sợi, chặt đầu sợi lên nhau, sau đó chúng ta nối hai đầu sợi này với lại với nhau. Ta đếm lại một lần nữa cho chắc ạ. Đây, 3 mũi móc xích này mình tính là 1 mũi móc kép. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tất cả là chúng ta có 12 mũi móc kép. Nó mình móc vào. Đây. Một. Vào cái chân thứ ba. Chân thứ ba của mỗi xích chúng ta lên, chúng ta móc. Sau đó chúng ta lên 3 xích, 1 2 3. Mỗi chân kép như thế này, chúng ta sẽ móc một mũi kép ngoài như thế này. Còn đây chúng ta một cái mũi này chúng ta tính là một mũi kép ngoài. Ngay bên cạnh nữa chúng ta móc thêm một mũi kép bình thường. Tiếp đến cái chân mũi tiếp theo, chân tiếp theo này chúng ta sẽ móc một mũi kép ngoài, sau đó lại một mũi thường ở ngay ngay đây. Tiếp theo chúng ta móc đến hết hàng. Tổng cộng hàng này chúng ta có 12 mũi móc kép ngoài và 12 mũi kép thường. Kép ngoài. Kép thường. Kép ngoài, kép thường. Cứ thế chúng ta móc đến hết hàng. Sau khi móc xong vòng thứ hai chúng ta có tổng cộng 12 mũi kép ngoài và 12 mũi kép trong. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, tổng cộng chúng ta có 24 mũi
tiếp cả trong cả ngoài sau trung tâm. Ta móc vào đây, kéo lên một mũi trượt. Chúng ta lên 30 xích, 1, 2, 3. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ tăng thêm một mũi móc kép. 1 này, một mũi ngoài chúng ta vẫn giữ nguyên là một mũi ngoài. Đó, chúng ta móc hai mũi kép thường. Một một mũi mũi kép thường ở đây và một mũi kép thường ở ngay cái chân mũi ngoài này. Hai mũi ngoài chúng ta vẫn móc là ngoài. Sau đó mũi thường. Hai thường. Một kép ngoài. Một kép thường. Hai kép thường. Cứ thế chúng ta lặp lại đến hết. Một ngoài. Một thường. Hai thường. Một ngoài. Một thường. Hai thường. Thế chúng ta lặp lại hết hàng. Sau khi xong vòng thứ ba, ta móc vòng thứ tư. Mình chốt sợi vào đây. Lên 3 xích, 1, 2, 3. Vòng thứ tư mình sẽ móc 2 mũi móc ngoài, 2 mũi móc trong. Một mũi này chúng ta tính là một mũi ngoài. Và tiếp một mũi ngoài là 2. Rồi 2 mũi móc trong. À, 2 mũi móc thường, 1. 2. 2 mũi ngoài. 1 2 2 mũi thường. 1 2 2 mũi ngoài. 1 mũi ngoài thứ nhất. Dây của mình đang bị rối. Đợi mình tí mình tháo nha. Đây mũi ngoài. Mũi ngoài thứ nhất sẽ cùng với cái mũi ngoài ở hàng trước này. Mũi ngoài thứ hai là mũi bên cạnh. Sau đó hai mũi thường. Một. Hai. Thế chúng ta lặp lại đến hết vòng. Sau khi xong hàng thứ tư, hàng thứ năm chúng ta sẽ móc hai ngoài ba trong, chốt sợi thêm hai ba xích. Sau đó vòng thứ năm chúng ta hai mũi ngoài này chúng ta vẫn móc là hai mũi ngoài và ba mũi bình thường. Một hai ba. Hai mũi ngoài chúng ta vẫn móc là hai mũi ngoài. Một hai. Một hai ba. Ba mũi thường. Một hai ba. Có thể chúng ta lặp lại cho đến hết hàng. Hai mũi ngoài, ba mũi thường. Sau khi xong hàng này chúng ta sẽ hàng thứ hai bốn năm. Sau khi xong hàng thứ năm này, ta sẽ móc tiếp hàng thứ sáu. Một hai ba. Hàng thứ năm sáu này chúng ta sẽ móc ba mũi ngoài. Một mũi ngoài này. Hai ba. Ba mũi ngoài và ba mũi trong. Một
À, ba muối ngoài và ba muối thường. Toàn nhầm là thường và trong. Hai, ba, đó, ba muối ngoài. Ba muối ngoài sẽ là hai muối ngoài trước và một muối tiếp theo này. Hai, ba, ba muối thường. Một, hai, ba, có thể chúng ta lặp lại đến hết vòng. Sau khi xong hàng thứ sáu này, chúng ta sẽ móc đến hàng thứ bảy. Ba ngoài bốn, bốn thường. Một, hai, ba, bốn bình thường. Bốn bình thường vào đây. Một, hai, ba, bốn. Ba ngoài. Một, hai, ba, bốn thường. Một, hai, ba, bốn. Cứ ba, ba mũi ngoài hàng trên, chúng ta phải móc ba mũi ngoài hàng dưới. Cứ thế chúng ta lặp lại hết hàng. Sau khi móc xong hàng này, ta lên ba xích, hai, ba. Ta sẽ móc xong vòng này là mình sẽ móc xong phần chốt mà. Bây giờ mình sẽ móc đến phần thân. Phần thân thì chúng ta vẫn cứ móc 3, 3 mũi móc ngoài, 4 mũi móc. Đây mình sẽ móc thử một hàng. Vẫn 3 mũi móc ngoài và 4 mũi móc thường. 1, 3, 3 mũi ngoài, 4 mũi thường. 1, 2, 3, 4. Bình thường nếu chúng ta tăng mũi thì ở đây chúng ta sẽ móc tiếp một một mũi ngoài, à một mũi thường. Nhưng mà đây chúng ta không tăng mũi nữa, chúng ta sẽ móc thân thì chúng ta sẽ không móc một mũi thường đây nữa, chúng ta sẽ móc luôn một mũi ngoài đây. Hai mũi ngoài. Ba mũi ngoài. Đó là bốn mũi thường. Ta cứ lặp lại đến chiều dài, đủ chiều dài phần thân. Đây mình đã móc đủ chiều dài phần thân. Mũi này là mình móc cho người có vòng đầu 5, 5, 6, 5, 7 cm. Thì ở phần này mình sẽ móc 2, 4, 5, 6, 7 hàng. Phần chốt. Phần chốt thì chúng ta sẽ móc 7 hàng. Đến hàng thứ 7 này là 4, 3 mũi ngoài, 4 mũi trong. 1, 2, 3, 3 mũi móc ngoài và 4 mũi móc trong. 1, 2, 3, 4, à 4 mũi móc thường. Từ hàng này mình sẽ móc thêm 1. Tính hàng này là 1 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mình sẽ móc 9 hàng là xong phần thân của mình. Bây giờ mình sẽ móc đến phần vành. Mình sẽ tăng mũi để móc phần vành. Phần vành thứ nhất, mình sẽ móc 3 mũi móc ngoài. Sau đó là 1, 3 mũi móc ngoài, 3, 3 mũi móc ngoài. Sau đó mình sẽ móc thành, bình thường đây mình đang móc 4 mũi móc, 4 mũi móc thừa. Bây giờ mình sẽ móc thành 5 mũi móc thường. 1, 2, 3,
4, 5, 3 mũi bên ngoài. Năm mới mắc thường. Một, hai, ba, bốn, năm, lại ba bên ngoài. Cứ thế chúng ta móc đến hết hàng. Một, hai, ba. Ba bên ngoài, năm bên thường. Ta móc đến hết. Sau khi xong hàng đầu tiên của hàng vầy, giờ móc hàng tiếp theo. Một, hai, ba, mình vẫn móc ba mũi móc ngoài. Một, hai, ba, cả mũi này là ba, tăng thêm một mũi móc thường. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Lúc nãy là năm, bây giờ chúng ta tăng lên một thành sáu, vẫn móc ba mũi móc ngoài. Cứ thế, như thế chúng ta lặp lại đến hết hàng. Hai, ba, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, ba bên ngoài. Một, hai, ba. Thế ta lặp lại thế nào? Sau khi xong hàng này, chúng ta sẽ móc hàng tiếp theo. Ba mũi ngoài. Sau đó là 7 mũi chọn, 7 mũi thường. Hàng trước chúng ta là 6, bây giờ chúng ta tăng lên thành 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 bên ngoài. 1, 2, 3. Cứ thế ta lặp lại hết. Sau khi xong vòng này, ta móc lên vòng tiếp theo, chúng ta lại tăng lên một. Ở phần vầy này, cứ mỗi hàng chúng ta sẽ tăng một mũi. Vẫn là 3 mũi bên ngoài. Sau đó là những mũi tiếp theo là sẽ tăng lên một mũi. 2, 3 bên ngoài. Chúng ta sẽ tăng đến khi nào
đủ đủ phần vàng mà chúng ta cần thì chúng ta dừng lại. Mình tăng đến hàng 9, 3 mũi móc ngoài và 9 mũi móc ở trong này, 2, 4, 6, 8, 9 thì mình dừng lại. Các bạn nếu muốn móc dài hơn thì muốn móc vành rộng hơn thì chúng ta có thể móc thêm. Bây giờ chúng ta sẽ móc vành, móc viền cho mũ. Mình sẽ móc toàn bộ là mũi móc lùi, cho cái móc vào đây kéo sợi lên. Thế chúng ta lặp lại hết vòng. Sau khi kết thúc chúng ta cắt chỉ, rút sợi qua. Ta cắt sợi thừa đấy. Đây là mình đã hoàn thành chiếc mũ. Kiểu mũ này chúng ta có thể móc cho mũ mùa hè được. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và gặp lại mọi người video sau. Nhớ chia sẻ kênh để ủng hộ mình nha. Tạm biệt mọi người.